Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn và Phòng Phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển bắt quả tang đối tượng Trần Văn Nguyên, 29 tuổi, trú phường Mỹ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an thu giữ một gói ni lông chứa khoảng 50 gram ma túy tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy loại ketamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên, tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 136 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử, 1,3 tỷ đồng và một số tang vật khác có liên quan. Sau quá trình điều tra theo dõi, Nguyên chính là đối tượng còn lại trong chuyên án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy do đối tượng Phạm Đình Huy, 25 tuổi, trú phường Hoa Hải, quận Ngũ Hành Sơn điều hành. Trước đó vào ngày 14 tháng 6, Huy đã bị công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng nhiều tang vật có liên quan như một khẩu súng ngắn cùng 24 viên đạn, khoảng 1 kg ma túy loại ketamin, 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Ngoài ra còn thu giữ thêm 27 gói ma túy dạng mới được ngụy trang trong các gói cà phê, một còng số 8, một dao, 130 triệu đồng và nhiều trang sức khác nhau. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.